đúng trâu sai nữa. Nghe trâu mặt mâm chưa, biết trâu mặt mâm không? Trâu mặt mâm là gì đó? Trâu mặt mâm là cái bà ngao tiếng đó. Tuyền Tiên xin chào cô chú anh chị buổi sáng, một cô chú Vũ Linh, cô chú anh chị. Thì bữa nay là cúng sữa cô chú anh chị, sữa đậu nành với lại bánh gói, rồi bánh ít. Tại vì bánh ít á, định mua bánh ít mà hết rồi, còn có một cái duy nhất à. Cái mình mua bữa nay thay đổi cho chú cúng nhiều món luôn. Cái dĩa này nó dính cái keo dán nè. Sáng chị với anh Ngọc là ai là người vô sớm nhất? Em đón rồi. Hôm qua là chị nè, còn bữa nay là bữa nay nè. Chị luôn hả? Ờ. Vậy là ở nhà là chị đi lúc mấy giờ? Ta đi là cũng gần 5 giờ. Tại chị, em biết sao chị đi sớm không? Dạ. Đi vậy nó không kẹt xe. Chị đi mà sáng cái là kẹt xe kêu bằng cái ngắt đường, lâu lắm. Thì sao cái này cho nhiều với ta? Thì như là có bán có người không lấy á. Nên nhiều quá trời. Đủ loại bánh bà con ơi. Bánh ít có rồi, bánh bánh vịt dè là bánh gì thiệt tiên? Bánh bánh gói. Bánh gói ha. Chỉ là một chai sữa. Cái gì ta? Sữa đậu nành. Đậu nành. Còn cái này là đậu xanh. Rồi còn gì nữa không? Mình mua 5 món mà. Không, cúng gà. 4 món hả? Tại vì cho thầy cúng thầy cái cái bắp nấu. Hộp bắp nấu. Bắp hầm. Không phải bắp nấu. Đâu bắp hầm hả? Bắp hầm. Bắp hầm ha. Bây giờ mình mời chú dùng trước đi rồi mình làm một. Rồi, cảm ơn chị. Thì cúng cơm cho chú Hải. Hải cúng cơm. 21 hả chị? Cơm. 21 26. Bữa nay là người ta được cái hầm hầm gan trên rồi. Kìa vô kìa. Nay gan trên tao mọc rồi Hải ơi. Tin như miểu vậy mới nhắc. Anh nghe đang cười chào cái giả các anh ạ. Hải nó nói anh Linh như miểu kìa. Để chú về hút thuốc chứ. Sao đi. Trời ơi, có hôm nào chưa xong. Chưa xong. Bà nói câu ấn tượng luôn.
bà nói vậy nè, bây giờ không phải là thắng hay là thua, mà là đúng hay là sai. Nếu đúng á thì con hưởng hết, còn nếu sai á là con gửi hết lại cho cô. Không, bà Sáu giờ con lên tiếng hả? Gửi cái gì vậy? Bà Sáu là trước rồi của em. Dạ. Dạ. Rồi cô chú anh chị sáng vợ chồng Thiện Tiên cúng bánh gói rồi nè, rồi bánh ít sữa đậu nành cô chú anh chị đốt cho chú ba điếu thuốc thì là của Hải cúng cơm sườn. Sáng là mọi anh em là mỗi người một món là chú dùng xong cái bữa sáng cô chú anh chị. Cho nên là bà Sáu mới nói là bây giờ của ba người ta cũng chẳng đòi hoài kỳ vậy. Không phải là thắng hay là thua, mà là đúng hay là sai. Nếu mà đúng á thì Hồng Loan hưởng hết, còn sai á là bả hưởng hết cả tài sản của chú Linh là giao lại cho bả hết. Trời ơi trời, mới sáng bả có bị điên vậy. Nhưng mà đúng sai thì coi như là đúng sai thì cũng như là thắng hay thua thôi. Tại vì pháp luật người ta xử rồi. Không phải đâu, giờ trong đầu bà chỉ còn tài sản, nhà cửa, đất đai thôi. Chứ bà không còn suy nghĩ gì khác. Giờ còn giờ nước này là mà còn nói lên đứng lên nói câu đó được nghe hay trời. Trời ơi. Giờ mà còn ngáo tiếng là ai nữa? Tiếng bên Mỹ á. Tiền ngáo quá đúng không? Trời ơi, hôm nay là chơi chữ nữa trời. Trời ơi, tiền ngáo đó, tiền ngáo. Là bà không có chịu là không có công nhận Hồng Loan thắng. Bà thắng A bãi chứ sao bà không thắng. Bà bên Mỹ nên bà bị ngáo đúng rồi. Bà thắng nước màu á. Bà thắng nước màu. Trời ơi thiệt chứ. Rồi thêm Thấm Tự Lùng. Giờ này mà còn đứng lên nói câu vậy mà nghe được hay trời. Giờ này người ta phải cúi đầu mà nghe chứ đừng có nói nữa. Đã pháp luật người ta nói như vậy rồi. Pháp luật bả hơn pháp luật hả? Pháp luật đã công nhận là không chị Hồng Loan là mà đặc này. Biệt cái từ nào bả nói trong cái bài của bả dài lắm, nhưng mà cứ vài câu là con nuôi mà chú Vũ Linh đâu bao giờ nói là con nuôi. Mà bây giờ pháp luật người ta cũng không có quan trọng là con nuôi hay con ruột, mà người ta nói là con hợp pháp hay là không hợp pháp thôi. Đúng không? Bây giờ con hợp pháp là lộn tiền rồi. Con nào cũng là con của người ta. Người ta có xin về nuôi đi nữa, người ta cũng quyết định ta. Nhà nước ta lên tiếng. Mà chú Vũ Linh là chú chưa bao giờ chú gọi là con nuôi hết á. Chỉ có mình tranh giành tài sản của người ta mình mới nói là con nuôi hay con ruột thôi. Đã về tới nước này rồi mà còn đứng lên nói một câu trời ơi nghe mắc cỡ ghê trời. Nghe nái nái luôn trời. Cái bà ngao tiếng này bà đâu dám về Việt Nam. Ngày xưa bà còn về lúc mà chưa có xảy ra cái drama thì bà còn về, chứ giờ mà bà ở bên đó bà lên giờ bà đâu dám về nữa phải không? Dạ bà về đi. Gì ghê vậy? Người ta gọi là biết gì không? Bà Trư chưa bắt đó, hả? Bà Trư hả? Còn em không gọi là bà Trư mà em gọi là bà Trâu. Mà đúng hay là sai hả? Bây giờ là không có mà thắng là thua, mà chỉ có đúng hay sai thôi. Đúng sai hay cái gì cũng được hết, miễn sao tòa xét xử bên nào thắng là đúng rồi. Chứ giọng lẽ tòa xử là thắng là sai. Đúng không? Bây giờ người ta chị không lo ta thắng hết rồi mà còn đứng lên nói gì nữa trời. Đã thắng là đúng chứ sao không lẽ thắng là sai được. Nói cho đỡ thối miệng vậy mà. Bởi giờ biết sao suy nghĩ sao mà nói ra những cái từ. Chứ giờ người ta hô những lẽ giờ người ta nói cái gì? Tức là ta nhận sai, ta không muốn sai, ta mới cái người thua ta biết sai mà ta vẫn đi hô đi kẹn đúng không chị? Bây giờ làm gì mà người ta chấp nhận sự thật? Phải chịu trách nhiệm trước. Thua biết thua, đi lại nhà năn nỉ xin lỗi người ta đi. Đầu óc chị suy nghĩ nhiều đó. Trời ơi, không có còn mà ai mà binh vực để lấy được cái gì nữa hết.
bây giờ nếu đã vậy rồi mà có xin lỗi cũng ai nhận cho cái lỗi. Giờ nhận lỗi rồi để tắt tắt rồi để hại người ta nữa. Sự thật thì bao giờ cũng là sự thật. Chưa có khâm phục khẩu phục thì để bà thiên tòa sắp tới nữa là sẽ tâm phục với là khẩu phục luôn. Còn sắp tới nữa cho mốt đi mẹ con không ai dám đi la đường luôn á. Trông khẩu quá mà, thầy chứ không? Hết dám ra đường luôn phải không? Hết dám ra đường luôn. Chứ bây giờ tòa người ta xử xét xử vậy là mà còn lên tiếng đứng nói nhờ thắng tua rồi. Đúng sai rồi, không quan trọng. Mà ghét nhất là cái bà trong mặt mâm đó. Ở bên Mỹ thì ta ở bên Mỹ đi. Ở cho yên đi. Để sao cho con cháu người ta tôn trọng. Bây giờ cả cộng đồng mà. Ừ, cái ông nội dò dẻ là ông làm tổ luôn. Mà mình cứ lên phản bác cho chúng ta chữ. À, cũng như cậu quá. Mà nhiều khi ta không có chuyện mình mà ta chữ luôn chồng họ mình không chữ. Đúng rồi vậy. Sao mới tội á. Thì ba không có ghẹo cho người ta chửi nha, gia đình ba đó. Cạo gia bình đó ngọn chỗ yên ta ơi nơi. Chứ giờ mình nói tốt ta, mình đừng có nói xấu ta, ai chửi mình. Bởi vậy. Như thế mới có chuyện nói. Bởi vậy mới có chuyện nói. Sáng nay Hải cúng cơm sườn cho chú ha. Đó. Bữa nay có đóng thế cho anh Nam buổi trưa. Đóng thế. Bữa nay chúc mừng Hải cho nay Hải. Hôm nay phải đóng thế rồi, Hải nhờ anh Nam á chứ. 100.000 view bà con ơi. 1 clip 100.000 view trong 1 ngày. Thế cho anh Nam. Cơm sườn trứng đàng hoàng. Lại anh Nam cho Hải cái clip đó. Nhờ anh Nam đăng clip không lên. Hải đăng giùm. Thì ở trên đi gì đâu. Trời ơi ông chạy rồi coi chú. Trời ơi coi nè, ông chạy rồi nè. Thôi. Bỏ chạy luôn. Bỏ chạy nó ai làm gì mà bỏ chạy trời. Anh ta thấy răng đẹp mà ta hỏi thì được răng đẹp rồi mà thì ta anh em ta mừng chạy quá trời. Và tới đây cái video của Hiền Tiên xin khép lại cô chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị có buổi sáng tốt lành nha. Và thật là nhiều sức khỏe. Và Tiên sẽ hẹn cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.